Xin chào mọi người. Ở trong video lần này mình sẽ giới thiệu cho mọi người về tính năng kết nối Wi-Fi trên MicroDNC 2 và làm cách nào để có thể truyền file từ máy tính vào bộ nhớ của MicroDNC 2 thông qua Wi-Fi. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người trong video này nha. Bộ truyền DNC 2 vào thời điểm vừa được bóc hột thì nó sẽ đang trong trạng thái chưa kết nối Wi-Fi. Thì khi khởi động thiết bị lên thì nó sẽ tự quét Wi-Fi. Và nếu như mọi người chưa từng nhập bất kỳ thông tin Wi-Fi gì trước đây thì nó sẽ hiển thị ở ngoài màn hình chính một cái thông báo có cái biểu tượng hình dấu chấm than màu vàng như này ạ. Và để có thể kết nối được Wi-Fi ngoài màn hình chính thì mọi người cần truy cập vào một cài đặt thông số thiết bị. Mọi người sử dụng phím menu để có thể di chuyển qua tab Wi-Fi ở bên tay phải. Ở khi này mọi người hãy bấm chọn vào hàng địa chỉ IP đầu tiên để có thể thiết lập địa chỉ IP tĩnh của thiết bị khi kết nối vào mạng Wi-Fi tại nơi đặt mà mọi người mong muốn. Thì ở đây mình đã kết nối sẵn với cái địa chỉ như ở trên đây ạ. Mọi người có thể bấm vào phím Enter để tiến hành chọn vào cái mục này và sử dụng phím menu để di chuyển chỉnh sửa giữa các cái mục số và ấn Enter một lần nữa để lưu lại. Như ở đây mình muốn cài đặt theo địa chỉ này thì mọi người phải lưu ý là mọi người nên ghi nhớ lại cái địa chỉ IP này để lát nữa chúng ta có thể thao tác và kết nối nó trên máy tính. Tiếp theo là mọi người sẽ bấm xuống mục kết nối Wi-Fi ở bên dưới. Đầu tiên là tên Wi-Fi, mọi người bấm vào. Thì khi này thiết bị sẽ tìm và quét các cái tín hiệu Wi-Fi xung quanh. Có một lưu ý nhỏ cho mọi người là bản thân bộ truyền DNC 2 đã có thể tự quét tín hiệu kết nối Wi-Fi. Tuy nhiên khoảng cách kết nối của nó sẽ bị giới hạn và chỉ khoảng trên dưới 1 mét thôi. Thì khi này bên mình sẽ kèm theo cho mọi người một chiếc anten rời để khi mọi người lắp nó vào nó sẽ giúp tăng khoảng cách nhận sóng Wi-Fi và ổn định đường truyền cho thiết bị MicroDNC 2. Khi này mình sẽ lắp chiếc anten vào. Khi lắp vào thì nghĩa sẽ như thế này. Khi này mình sẽ tiến hành kết nối lại Wi-Fi. Lúc này mình nhập mật khẩu Wi-Fi và mình ấn vào phím OK bên dưới thế này. Sau khi đã nhập tên Wi-Fi và mật khẩu Wi-Fi thì mọi người lưu ý là phải bấm vào phím Escape để thiết bị có thể tiến hành lưu lại thông tin Wi-Fi và khởi động lại để cho thiết bị kết nối. Thì sau khi mà kết nối Wi-Fi thành công thì thiết bị sẽ hiện lên cho mọi người một cái pop-up như ở trên đây. Đó, và ở trên đây thiết bị cũng sẽ hiển thị cho mọi người cái địa chỉ IP mà mọi người vừa kết nối vào lúc nãy. Mọi người phải lưu ý cái địa chỉ IP này để có thể tí nữa chúng ta sẽ thao tác ở trên phần mềm ở trên máy tính. Và ở đây cũng sẽ thông báo cho mọi người biết thông qua cái cột sóng Wi-Fi đang nhấp nháy trên đây để cho mọi người biết rằng là thiết bị đã kết nối Wi-Fi thành công rồi. Đầu tiên mà thao tác mọi người cần làm trên máy tính đó chính là kiểm tra địa chỉ IP của máy tính bằng cách nhấn vào tổ hợp phím Windows R. Khi này mọi người nhập cho mình lệnh CMD, mọi người ấn Enter. Khi này sẽ có một mạng terminal nó hiện ra thì mọi người nhập vào cho mình lệnh IP config. Thì khi này mọi người sẽ biết được địa chỉ IP của máy tính để tránh cho việc đặt trùng địa chỉ IP với bộ truyền DNC gây khó khăn trong việc kết nối, cũng như là giúp cho mọi người có thể kiểm tra cái nét mắt và cái gateway làm sao cho nó trùng với những thông số mà mình đã set ở trên thiết bị DNC để có thể thuận lợi cho việc kết nối. Khi này để có thể kết nối với bộ truyền DNC 2 thì mọi người sẽ phải tải cho mình phần mềm HP Explorer 2. Như ở đây mình đã tải sẵn ở trong máy của mình rồi. Và link tại phần mềm mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video. Mọi người có thể tải về và giải nén ra để sử dụng trực tiếp mà không cần phải cài đặt gì thêm. Thì khi này ở trên máy tính, mọi người sẽ mở phần mềm lên.
mọi người sẽ bấm vào phím Add Device ở bên góc trái màn hình, góc trái trên. Thì khi này phần mềm sẽ liệt kê ra cho mọi người một số danh sách một số thiết bị mà mọi người đã thêm vào trước đó. Kế đến là hai ô nhập tên định danh và địa chỉ IP của thiết bị mới và ba phím chức năng. Thì ở đây mình sẽ thử nhập cho mọi người tên và địa chỉ IP của bộ truyền DNC 2 mà mình muốn kết nối. Thì lưu ý là địa chỉ IP này phải trùng với cái địa chỉ IP mà mình vừa nhập ở trên DNC lúc nãy mà mình có dặn mọi người là phải ghi nhớ đấy. Nên mình thử nhập. Rồi, sẽ nhập địa chỉ IP. Thì khi này mình ấn vào phím Add New để thêm thiết bị nó vào. Mọi người có thể thấy là thiết bị mà mình vừa thêm vào nó sẽ nằm ở trên đây. Đó, mọi người cũng có thể dùng nút Remove để xóa bớt những thiết bị mà mình không còn dùng tới. Và nút Modify để chỉnh sửa thông tin. Thì lúc này ở ngoài giao diện phần mềm, mọi người sẽ chọn vào một Device ở bên góc phải màn hình. Thì khi này phần mềm sẽ liệt kê ra cho mọi người cái danh sách thiết bị mà mọi người đã kết nối trước đó. Thì lúc này mình sẽ chọn vào thiết bị của mình vừa thêm lúc nãy. Sau khi bấm vào thiết bị vừa thêm thì trên màn hình của thiết bị Micro DNC 2 sẽ hiển thị lên một pop-up thông báo như thế này. Để thông báo cho mọi người biết là thiết bị DNC 2 đã kết nối với máy tính thành công và đang được điều khiển thông qua máy tính. Và ở trong giao diện phần mềm thì nó cũng sẽ hiển thị ra dòng chữ Connect Successful để cho mọi người có thể nhận biết được máy tính nó đang kết nối với DNC 2. Ở đây như mọi người có thể thấy là phần mềm sẽ chia ra hai vùng bộ nhớ. Vùng bộ nhớ ở phía trên là vùng bộ nhớ của máy tính và vùng bộ nhớ ở dưới là vùng bộ nhớ của thiết bị DNC. Thì mọi người bấm vào cho mình, chọn vào cho mình phần file mà mọi người muốn truyền. Ở đây mình sẽ điều hướng đến file mà mình cần truyền như ở đây ạ. Để có thể truyền từ máy tính vào DNC thì mọi người sẽ kéo file và thả xuống vùng bộ nhớ của DNC. Đó. Khi truyền xong thì mọi người sẽ thấy cái tên file mình vừa kéo nó sẽ nằm ở bên trong này. Và để có thể kiểm tra thì mọi người sẽ tiến hành kiểm tra trên DNC để coi là file nó đã chuyển vào được thành công chưa, bằng cách là chọn vào phần quản lý file. Đó, như mọi người có thể thấy file mình vừa chuyển vào máy tính thì nó đã nằm ở trong đây rồi. Sau khi chuyển file từ máy tính vào bộ nhớ của DNC 2 thành công thì cũng giống như mình thôi, một số người sẽ thắc mắc là thiết bị DNC 2 có thể chuyển file ngược lại vào máy tính hay không. Thì nhân tiện đây mình cũng sẽ test thử cho mọi người cùng xem. Ở đây mình sẽ có một chiếc USB chứa sẵn cái file, mình sẽ copy một cái file khác từ USB vào DNC 2 và chuyển ngược lại về máy tính. Mình sẽ tiến hành copy vào. Sau khi mình đã copy cái file này vào thành công thì mọi người có thể thấy ở trên máy tính sẽ hiển thị cái file mà mình vừa copy như ở đây ạ. Thì lúc này mình sẽ thử chuyển file này ngược lại vào bên trong bộ nhớ của máy tính bằng cách cũng tương tự là mình kéo và thả lại. File sẽ tiến hành được truyền. Như mọi người có thể thấy, file nó đã nằm ở trong bộ nhớ của máy tính. Ngoài ra mình cũng sẽ xin demo cho mọi người thêm một tính năng khá hay bên trong phần mềm Explorer của DNC 2. Thì mọi người bấm vào biểu tượng bong bóng chat ở góc trái trên màn hình.
Tính năng này cho phép mọi người gửi tin nhắn đến cho người đứng máy. Thì khi này mình sẽ nhập thử và bấm gửi. Ở đây mình sẽ nhập thử một đoạn G-code nhỏ. Đây mình copy vào. Đó, ảnh gửi. Đó. Thì khi này ở trên màn hình DNC2 sẽ hiển thị ra một cái pop-up, hiện ra những thứ mà mọi người vừa nhập và vừa gửi đi lúc nãy. Tính năng này là một tính năng mà cho phép mọi người có thể gửi tin nhắn đến cho người đứng tại máy. Mọi người có thể gửi tin nhắn, ghi chú, nhắc nhở hoặc những cái lưu ý quan trọng đến cho người đứng điều khiển tại máy. Và đó cũng là tính năng sau cùng mà mình muốn giới thiệu cho mọi người trong video. Mọi người có điều gì thắc mắc về Micro DNC2 thì xin để lại bình luận bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn mọi người trong một video sớm nhất.